Chiều ngày 6 tháng 1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngành công thương tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 22,78% so với năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường năm 2022 tăng 19,11% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt hơn 320 triệu đô la Mỹ. Ngành công thương tỉnh đã thực hiện 7 đề án khuyến công trong năm 2022, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, tham gia hội nghị kết nối giao thương trong nước và nước ngoài. Các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và khó khăn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, từ đó đề ra kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2023. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 8.990 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,6%, tổng mức bán lẻ, hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10% so với năm 2022.